Ngày nào cũng ăn thịt lợn nhưng phải biết chọn đúng phần thịt cho từng món. Lựa chọn thịt lợn đúng phần để luôn có những món ăn ngon và thật chuẩn nhé. Cùng với thịt gà, thịt bò, thịt lợn là một loại thực phẩm khá phổ biến. Với một miếng thịt lợn, bạn có thể chế biến ra hàng trăm món ăn, từ đơn giản như luộc, rán, diêm cho đến quay, hun khói, làm bít tết. Phổ biến là như thế, nhưng trên thực tế không phải ai cũng biết cách lựa chọn miếng thịt cho phù hợp với món ăn định chế biến. Bài viết trên đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về những phần thịt nào nên làm món nào, tham khảo để luôn có sự lựa chọn thông minh và những món ăn ngon thật chuẩn nhé. Đầu tiên, bạn cần biết những phần thịt có trên một con lợn. Với mỗi một phần thịt khác nhau, chúng sẽ có những đặc điểm và những món ăn phù hợp khác nhau như thế này đây. Chúng ta cùng xem qua nhé. Trên đây là cách lựa chọn các phần thịt trên lợn để có những món ăn ngon thật chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại ở các video sau. Mình chào tạm biệt.